Hello các em, chào mừng các em đến với kênh học tiếng Anh của cô Thắm nha. Ngày hôm nay cô và các em sẽ giải đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 sách Global Số 6 năm học 2022-2023. Ở bài này chúng ta có phần đầu tiên Writing, đọc và nói ha. Câu đầu tiên Open your mouth, mở miệng ra. Như vậy là một, chúng ta sẽ nói với cho cô là một B. Một B ha các bạn. Open your mouth. Hai, it's drawing. Sở thích là vẽ tranh. Touch your face, hãy chạm vào khuôn mặt. Tiếp theo là it's singing, sở thích hát. Như vậy là C. Rồi giờ chúng ta sẽ di chuyển sang cho cô bài tập số 6, đọc và nói. Câu đầu tiên, người ta cho mình 4 từ, mình sẽ điền một từ. Từ đầu tiên là I have a book. Số 2 sẽ là what color is it? Chúng có màu gì? Số 3 sẽ là it's blue. Chúng có màu xanh nước biển. Oh, let's go to the. Chúng ta hãy đi đến phòng gym. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại đáp án một lần nữa cho cô ha. Rồi bây giờ chúng ta di chuyển sang cho cô bài 7. Nhìn vào bức tranh và viết sắp xếp từ cho cô ha. Đầu tiên là ear. Rồi người ta cho mình 3 chỗ là mình sẽ điền 3 từ. Number 2 sẽ là cooking. Cooking. Rồi tiếp theo cho cô sẽ là chess, chơi cờ. Cái gì là gì, là gì các bạn? Football. Football là môn đá banh ha. Môn đá banh. Football. Và cuối cùng chúng ta sẽ sắp xếp lại cho cô những từ này thành một câu đúng. Rồi chúng ta xếp cho cô là what is your name. Rồi chấm hỏi. Số 2 sẽ là my name is Bill. My name E Bill. Rồi number 3, what color are they? Chúng có màu gì? What color are they? Tiếp theo sẽ là they are red. They are red. Như vậy là chúng ta đã vừa giải xong đề thi tiếng Anh lớp 3 năm 2023. Rồi các em, cảm ơn các em đã lắng nghe nha. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Mít Thấm để theo dõi những đề kiểm tra tiếp theo nha. See you next time. Goodbye.